Xin chào toàn thể tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Hôm nay bên em lại giới thiệu các bác một lô máy Sirius đẹp nha các bác nhé. Con này thì máy cực chất rồi, anh em lắp cho Sirius hoặc là Jupiter đều được nhé. Thì hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em đây: 0364011683 và 0983198883. Thì anh em mua được con nào thì anh em có thể cứ alo trực tiếp có mã và có giá tiền nhé. Anh em vừa xem kênh và đăng ký kênh nhé, sau anh em xem lại nó dễ. Thứ hai đó là anh em chuyện này chưa mua thì anh em có xem chơi, xong rồi thời gian nữa anh em có nhu cầu thì anh em có thể mua, alo bên em, anh em kết bạn alo nhá. Thì hôm nay bên em có ba con Sirius này, hai con mày này zin, một con kia bên kia chạm đầu đấy, chạm đầu. Nhưng mà cam kết với anh em cái bác là máy lổ im, không có khói mà máy lổ rất êm nhá. Con này em tháo xe này, xe thanh lý công an nha các bác nhá. Xe thanh lý công an ra thì họ vẫn đang đi ở trên đường, đôi khi họ giữ lại nhưng mà họ vì cái lý do nào đó họ không lấy xe nữa đấy. Còn xe thanh lý công an 100% đủ dàn điện nhé, cần đạp quần số treo khí dàn điện đủ, các bác về chỉ việc chạy thôi. Rồi con đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu với các bác là con Sirius này. Con này thì nó chạm đầu nhưng mà nó đẹp chứ các bác nhé, nó đẹp. Con này thì em báo chạm đầu thôi, nhưng còn máy nó vẫn còn đẹp nha các bác nhé. Máy cam kết các bác là lổ im không khói nhá, lổ im không khói. Con này côn thì zin rồi, con này côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ. Con này để các bác này đi có khi chưa hết đời nhông này đấy, máy cực kỳ ngon nha các bác nhá. Con này là mã của nó là Q125 nhá, Q125 giá 2,7 triệu bao ship nha các bác nhá, 2,7 triệu bao ship rồi đấy. Theo đây các bác nhìn dàn điện nó cực phê luôn đấy, khi cái dàn điện nó đẹp như thế này thì các bác là để ở trong kho nó cũng vẫn còn khá là đẹp, nó chưa chạy nhiều các bác nhé. Con này thì là cái chủ cũ của nó đã làm lại thay sắc măng chẳng hạn thế. Chứ còn máy thì trên xe cũng vẫn lổ ngon đấy các bác nhé, máy vẫn lổ ngon. Cái này hàng em bảo hành nhé, là về không ngon không ok thì các bác có thể gửi lại, em sẽ chịu hoàn toàn cước nhé. Đấy, 100% như vậy. Q125 giá 2,7 triệu bao ship nhé. Và anh em lắp chân Jupiter V cũng được, hoặc là anh em lắp cho Jupiter là được nhé, hết nha các bác nhé. Máy cực kỳ ngon, giá 2,7 triệu thôi. Đấy, con nào nó trước lô trước thì có con nó 2,5 triệu thế, nhưng mà nó cũng không được đẹp lắm, không được đẹp bằng con này các bác nhé. Đấy, nên là các bác mua lưu ý, con này là máy cực kỳ chất, cực kỳ ngon nha các bác nhé. Nên là hàng em bảo hành, là máy về nó lổ hú thì bên em sẽ đổi trả các bác nhé. Đấy, còn máy lổ ngon nha các bác nhé. Con này nó chạm đầu đây, đây chạm đầu nó đã tháo đầu bò rồi nhá. Đấy, máy cực kỳ ngon. Theo chế khí này, dây điện này, mang cá lọc gió này, đầy đủ. Giá là còn bao ship, giá 2,7 triệu. Thật sự các bác là quá rẻ rồi. Bình thường các bác mà mua một con xe nào mà 2,7 triệu thì nó quá lát luôn, cái cục máy nó quá lát các bác nhé. Nó không thể nào đẹp như cục này được. Đấy, tiền nào của đấy các bác nhé. Đấy, máy cực kỳ ngon, cực kỳ chất luôn. Về khung xe của bác còn ngon được, hoặc là các bác về đổi vách nhé, đổi vách sang đây. Đấy, số trước là đổi cái vách sang hay là ngon thôi. Rồi tiếp theo con thứ hai em giới thiệu các bác là một con máy zin đẹp. Con này zin đẹp đời cao, đời 2012 các bác nhé, máy zin đẹp đời cao 2012. Đấy. Con này là mã Q126 nhé, côn zin, điện zin, vách giữa chia trẻ, cốt máy gần đạt như gần 100% nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, con này giá 3,3 triệu nha các bác nhé, bao ship 3,3 triệu. Đấy, 3,3 triệu bao ship, máy cực kỳ ngon rồi. Đấy, đây anh em nhìn đầu bò nó vẫn còn sáng bóc bóng nha các bác nhé. Con này zin toàn bộ nhá, con này zin toàn bộ, côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ. Con này lổ êm nhá, hàng bên em có bảo hành hết nhá, yên tâm là các bác về chỉ việc đổ xăng hoặc là chạy thôi. Máy cực kỳ ngon luôn, cực kỳ chất, côn zin, điện zin, vách giữa chia sẻ. Nói chung là bên em con nào bao zin bên em bao zin hết nhá. Về các bác chỉ cần lổ máy là ngon thôi, lổ máy là ngon thôi. Đấy, máy cực kỳ ngon nhá các bác nhá, côn zin, điện zin, vách giữa chia sẻ. Con này là mã Q126 nhá các bác nhá, Q126 giá 3,3 triệu bao ship. Nói chung là cái hàng này thì các bác mua các bác cọc trước cho em 500 nhá, nhận hàng bác thanh toán lốt. Tại vì đôi khi những cái hàng mà con nào là bên em cửa hàng bên em là bao zin hết, là zin là zin. Bên hai là lổ ngon, là bao cho các bác là côn không hú này, máy lổ êm này, không khói này. Đấy, và kèm theo đầy đủ phụ kiện nhá các bác nhá. Đây phụ kiện chứa khí em bọc trong này cho nó sạch sẽ, đây tân tật đầy đủ hết nhá.
đây, phần đạp phần số chế hợp khí. Anh em nhìn cái dàn điện nó cực kỳ đẹp nhé các bác nhé, nó gần như là mới. Đấy, các bác nhìn này, đấy. Và bình thường các bác bảo tôi mua một con xe vài triệu thì không có, không có máy đẹp đâu các bác nhé. Con này anh em lắp ba gác hoặc là anh em lắp đi chở đồ, máy cực kỳ trâu bò, cực kỳ khỏe nhé các bác nhé. Máy Nhật quá là ngon luôn. Yamaha Sirius, anh em lắp Jupiter đều được nhé. Q126 giá 3,3 triệu. Rồi. Tiếp theo giới thiệu các bác một con nữa. Đây, đây. Đấy. Con này đời cao nhé các bác nhé. Con này đời 2013-14 nhé các bác nhé. Con này cũng zin toàn bộ giá 3,3 triệu. Đấy. Cái lô này hai con em nhập cùng nhau, giá nó cũng rẻ như nhau thì bên em bán. Anh em nào thích con nào thì anh em chọn con đấy nhá. Còn máy đều zin hết. Máy đều zin đẹp hết các bác nhá. 3,3 triệu con này Q128 nhá. Q128. Cái lớp sơn thì nó cũng không được đẹp lắm nhá các bác nhá. Thì nếu các bác chở đồ chở đạc thì nó không quan trọng lắm, thì các bác cũng chơi con này. Bình thường nhá, nếu mà các bác muốn sửa dòng Sirius này mà ngon, côn chạm này hoặc là đầu bò là đã ra dầu mới đã kém rồi. Các bác sửa có mất đến 2 triệu. Đấy. Em nói thật, nhiều bác đi sửa ra đây là con này IV34 đời cao nhé các bác nhé. Đầu bò chưa chạm này, chưa một vết chạm một cỏ cà lê nhé các bác nhé. Giá 3,3 triệu. Bình thường là khi ra thợ là các bác sửa hơi này, đầu bò này nó kêu này. Mà các bác để hết dầu máy xe của các bác ấy, thì là thứ nhất là cái bộ tay biên này, thứ hai là bộ số đã kém. Đi nó sẽ không bao giờ được như cái xe như lúc cũ, kể cả cũ rồi nhưng mà các bác để hết dầu thì nó cực kỳ kém. Đấy. Nên là đôi khi các bác đi các bác để ý dầu mỡ một chút. Đấy, còn côn nó zin này. Đấy, côn zin này. Điện zin vách giữ chưa trẻ. Hơi vẫn còn ngon nhá. Hơi lổ căng đét nữa các bác nhá. Đấy, máy thì em bao gồm hết tất cả cho các bác rồi. Cần đạp cần số chế hoa khí. Nếu mà cái những cái dòng này mà anh em mua được cái chế hoa khí nó mất 400.000 này. 400-500.000 một cái chế hoa khí kia. Nó không thông dụng như dòng Honda. Đấy. Nên là các bác sửa chữa thì hoặc là anh em thợ là mua về em bớt cho các bác 100, còn nếu anh em đấy là mua có thiện chí lấy thì em bớt cho các bác 100 nhé, chứ còn không bên em không giảm giá nhiều. Con này zin quá đẹp nhá, máy cực kỳ chất luôn. Hàng bảo hành nhé các bác nhá. Nếu có mua cọc trước 500, nếu về có không êm em trả lại tiền, các bác gửi lại máy giúp em là được. Q128 đấy, máy thì bên em cam kết với bác là máy lổ ngon, không có khói, phun giặt điện nhá. Đây, phun ra điện cần đạp cần số IC con nạc chế hoa khí và lọc gió nhé. Đấy, máy nó bao gồm đầy đủ hết phụ kiện, bên em bán đầy đủ hết nhé. Giá của nó là 3,3 triệu đồng AQ128 nhé các bác nhé. Rồi em kết thúc video ở đây, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Sau có video là hay nữa thì các bác có thể xem qua. Rồi chào tất cả các bác cùng tất cả anh em.